Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta nối tiếp đến cuốn video số 2 cùng với Đỗ Sinh khám phá và chia sẻ, giao lưu với vườn cảnh của anh Đỗ Thắng tại vị trí tầng 8 khách sạn Phương Anh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Và tác phẩm trong cuốn video này là một cây duyên tùng Đỗ Sinh truyền tải đầu tiên luôn. Ngắm tổng thể của tác phẩm duyên tùng mà anh Đỗ Thắng có đặt tên là Long Đàn Phượng Vũ. Chúng ta cùng nhau cảm nhận tách biệt ra đâu là Long Đàn và đâu là Phượng Vũ để cùng với anh Đỗ Thắng có những cái chia sẻ tâm sự. Anh sử dụng cây duyên tùng này được bao nhiêu năm rồi anh? Cây về em được 5 năm rồi. Được 5 năm rồi ạ. Vâng. Và cái nhánh thân đầu tiên để chúng ta có thể khẳng định đó là long. Đâu, bắt đầu từ xuất điểm từ mặt đất lên này. Lên đến đây này. Lắc lượn sang bên này này. Đấy. Tiếp tục tạo cái dáng huyền đưa xuống. Và cái tán dưới cùng là ngang với mặt chậu này. Đấy. Thì đó là long. Và một nhánh thân đưa lên. Và có hai cái tán hai bên rất cân nhau, tượng trưng cho cánh phượng. Thì đó là Phượng Vũ. Và bây giờ Đỗ Sinh đưa cái hình ảnh sang phía đối diện để chúng ta cùng nhau thưởng thức tiếp Long Đàn Phượng Vũ. Một cây duyên tùng có một cái đường đi rất là dẻo uyển chuyển, mang đầy đủ hai yếu tố, đó là Long Đàn và Phượng Vũ. Hình ảnh của hai linh vật trong bốn linh vật Long Ly Quy Phụng. Nói về chơi duyên tùng thì tôi cũng được chứng kiến rất nhiều những cái tác phẩm duyên tùng ở khắp đất nước ba miền. Thì có những cây duyên tùng có nhiều điểm nét rất khó. Thì chính hôm nay chúng ta đã gặp đó là những cái đổi hướng của thân rất đột ngột. Người ta đã làm được đến cái góc độ nó như một cái cùi trỏ ở cái góc này. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây xanh mà cách đây một thời gian khi tôi đến thì anh Thắng có nói là lần sau bác Đỗ Sinh về thì em sẽ khẳng định để chúng em sẽ điều chỉnh cây xanh này nó rõ nét hơn. Đó là tác phẩm Bản đồ Việt Nam. Vừa rồi tôi đến ngắm thì tôi có cảm nhận là anh cũng có điều chỉnh, tức là trên cái phần tay chính anh cũng cắt đi một hai nhánh. Và anh thu tán lại, cộng với chỉnh trang một chút ở phía phần cốt thân, để hình ảnh của bản đồ Việt Nam được phô lên rõ nét hơn. Và hôm nay tôi gửi đến hình ảnh của chúng ta cùng nhau chia sẻ này. Cây xanh ôm trọn một góc tường. Đây, cái vị trí mà anh vừa cắt bỏ cái tay, cái thân bên này. Đấy.
và có điều chỉnh một chút này. À, tất nhiên theo một cái thời gian nữa thì cái lượng dăm sẽ dày hơn và thân cây nó sẽ cô lại, nó lên địa y theo cái năm tháng của cái dấu ấn thời gian, cái độ tuổi, và cứ giữ nguyên trạng như thế này thôi thì cũng đã là một cái tác phẩm rất nghệ thuật rồi. Và cái những cái viên gạch này theo cái màu của năm tháng nó sẽ dần dần nó càng cũ đi, nó nổi rêu phong lên. Thế nhìn nó có cái hồn cốt tự nhiên hơn, rất đẹp hơn nhiều. Và đất nước chữ S đây. Và nói về cây xanh, tức là những cây mà chúng ta chơi là những cây truyền thống ở khu vực phía Bắc. Anh em chúng ta cũng cảm nhận được anh Đỗ Thắng ấy, là anh cũng có mua cả những cái phôi xanh về anh chơi, và vừa làm vừa chơi, vừa chờ đợi để có một cây hoàn thiện từ cái phôi như thế này. Anh đi anh tham khảo và anh đưa một cái phôi về, những cây phôi tầm nhỏ mà rất là đẹp. Chúng ta thấy tất cả các dữ liệu về tay chi, các cái điểm thoát ra đã đầy đủ hết rồi. Và ở cái độ như thế này thôi mà cái bệ này, cái chỗ cái vị trí mà u cục rồi trùn sụn của da của vỏ cây này, cái độ nhăn này rất là đẹp luôn. Đấy. Thế ngoài ra thì có những cái cây xanh không phải là chơi toàn cây to đâu. À, đây là những cái cây hàng gọi là hàng sách tay đây. Cũng rất là đẹp đúng không? Vâng, một cái không gian ở tầng 8 chơi rất đẳng cấp luôn các bác ạ. Đây chúng ta cần thấy hai bên anh có hai cây xanh tán lọng này. Đấy, một cây bên này này và cây bên kia nữa này. Đấy. Và cái bộ sưu tập của anh rất đa dạng phong phú. Đấy, đầy đủ các cái dòng cây đại diện cho cả Bắc Trung Nam luôn. Và cả những cái cây bonsai hàng dòng bonsai Nhật Bản, những cây lớn và những cây mini, ví dụ như đây là cây thông này. Đấy. Và bên này là những cây tùng bản địa, tùng Việt của chúng ta đây, cũng rất đẹp. Vâng, chúng ta quan sát cái dãy này, anh Đỗ Thắng có vài cây, đó là những cây tùng Việt. Anh chọn những cây tùng cũng rất là đặc biệt đây này. Độ thu côn của cây theo cái nhịp thân tuyệt vời luôn. Đó là những cái cây tùng mà bản địa chúng ta được thưởng thức vườn anh Đỗ Thắng này. Vừa rồi tôi thấy ở trên thông tin đại chúng có một số các cái nghệ nhân, và rất đặc biệt là những người đã có tiếng trong cái làng chơi rồi mà phát biểu là chơi tùng La Hán làm gì có bệ. Đây chúng ta nhìn thấy bệ của cây tùng đẹp không? Và qua cái cảm nhận của Đỗ Sinh ấy, thì anh em cũng đều phải thừa nhận là trong tất cả các cái bộ môn chơi cây cảnh nghệ thuật
thì chơi tùng La Hán là chơi có bộ độ bền vững và đẳng cấp. Vâng, và đây là một cây tùng mà tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng khi ngắm cái thân bệ của cây này. Như là tích tụ phát lộc luôn. Anh chơi những cái cây mà nó rất điểm, rất nhiều những cái điểm độc lạ này. Đẹp quá, rất là sinh động luôn. Và đây là một cây duyên tùng, một cái cây dáng huyền. Anh Thắng đưa lên rất cao để nó buông cái thân huyền, tay huyền xuống dưới đáy chậu. Theo cái hướng này chúng ta mới cảm nhận một cái dòng thác rất đẹp luôn. Và ngoài ra còn có những cái cây me. Và tôi được biết là ở trên tầng 15 anh Đỗ Thắng còn có một cái cây me rất độc đáo như lần trước tôi được tham quan. Để ở trên góc của sân tầng 15. Không biết bây giờ có còn giữ được quả không, như lần trước tôi đến thì rất là sai quả. Đây cây mai chiếu thủy này. Và cũng về dòng mai chiếu thủy, chúng ta đến tiếp với một cây rất là đẹp nữa. Cây này thì là một cây mai nhiều thân. Và cảm tưởng như là một cái cụ bệ rất lớn. Anh có đặt tên là Đại Gia Đình Việt Nam. Và chúng ta đang đến với một tác phẩm Si. Ôi dồi, đoạn sau này nó lên mốc trắng hết, nó trông như là một cái bệ đá luôn. Và chúng ta cùng anh Đỗ Thắng hướng dẫn Đỗ Sinh đi lên trên tầng 15. Trên đó có một số những cái tác phẩm mới so với lần trước Đỗ Sinh đã đến thăm. Vâng, và theo lối cầu thang máy, chúng tôi cùng đi lên tầng 15 để chia sẻ. Vâng, và chúng tôi đã đi lên đến tầng 15. Ngay cửa cầu thang đi ra, chúng ta gặp cây me mà Đỗ Sinh đã có một cái chương trình chia sẻ từ cách đây một năm. Lúc đó cây me rất sai quả. Vừa rồi anh Thắng cũng có chỉnh trang lại cái phần bông tán của cây me. Chúng ta đang cảm nhận một cây me mà có cái phần bông tán đạt đến rất là đỉnh điểm như thế này.
Vâng, hôm nay trời nó hơi mù sương và rất là gió khi lên đến tầng 15. Xa xa kia thì chúng ta thấy đó là hình ảnh của những tòa nhà cao tầng của Eco Park. Và đây. Và bên này đó là của Vim, dọc theo cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hình ảnh của một cái hồ koi nhỏ nhỏ, gọi là hồ gốc, trên tầng 15. Ta qua ống kính cái âm thanh mà gió nó giật giật vù vù đấy. Một số anh em bảo bác Sinh lọc bớt, tôi bảo không, cứ để cho âm thanh thực của cuốn video. Chúng ta đang ở cái độ cao tầng 15 thì không thể tránh khỏi, nhưng cũng chính là những âm thanh rất thực tế, rất là tự nhiên. Đây là quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội, Hải Phòng. Thì khách sạn Phương Anh ở bên tay trái khi đi qua cầu Như Quỳnh. Góc này đó là đồi tùng và những cây tùng sau đợt bấm lá nó lên lộc màu đỏ đẹp quá anh ạ. Tùng thì làm mùa đông là chuẩn rồi, bây giờ sang xuân bắt đầu bắn lộc lên quá đẹp luôn. Vâng, tôi đang cùng với anh Đỗ Thắng và anh Tâm đi xung quanh các góc trên tầng 15. Thiết kế của em là cứ góc cái hình này nó dạng hình gọi là con rơi ôm chữ thọ này. À vâng. Của cái tòa nhà này, bốn cái hình này ôm lấy cái tòa nhà này. Thì xin lỗi anh. Trên tổng diện tích của tầng 15 thì theo ý của anh Đỗ Thắng phân tích cho Đỗ Sinh biết ấy, thì là anh chơi theo lối là bốn góc, là bốn hình ảnh tượng trưng cho là bốn con rơi, đúng không ạ? Con rơi ôm chữ thọ. Ôm chữ thọ ở giữa. Vâng. Đó là một cái cách bài trí theo cái lối chơi riêng của sở thích của anh Thắng. Chắc là có ẩn ý gì đó nhưng mà chúng tôi không đi sâu về cái phân tích lắm, để lúc nào một thời điểm nào đó thì qua tâm sự anh Thắng chắc sẽ bộc lộ với Đỗ Sinh. Chúng ta ngắm cây lục vừng, tôi hạ thấp xuống để chúng ta lấy cái bóng của cây lục vừng trên mặt nước này, lung linh đẹp không, đúng cái độ đang phun lộc. Cây này mà cách đây khoảng độ 10 ngày ngắm thì mới đã đây anh ạ. Lúc ấy lộc nó mới nhú đấy. Ôi trời ơi.
Vâng, đây là góc thứ tư trong một cái không gian mặt cắt vuông. Chúng ta đã đi xung quanh chữ Thọ ở giữa và bốn góc là rơi và rơi ôm chữ Thọ. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video số 2, cũng là để tôi chia tay với vườn cảnh anh Đỗ Thắng, khách sạn Phương Anh, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên để tôi di chuyển về Ba Vì. Đỗ Sinh xin anh Thắng và anh Tâm một kiểu ảnh để chúng tôi làm cái ảnh bìa của cuốn video số 2 ở trên tầng 15 của khách sạn Phương Anh nhé. Và Đỗ Sinh cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.